Sau vụ bìu nhách ố rẻ, chàng Nemo tiếp tục bìu ra mặt bong chóc đến đáng sợ. Bìu như thế này thì có mặt toang cái mặt các chị em ạ. What the fuck? Em nói nghe nè, em nói thiệt với mọi người luôn, thật sự cái mặt em là không có rửa luôn á. Cái mặt em như vậy em không có rửa luôn. Tại vì mỗi ngày sáng em ngủ dậy xong cái em phải nước lên, còn không em lấy cái tăm bông á, em lấy cái tăm bông cái mà em lấy cái bông 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 tẩy trang á, cái đầu em vậy nè, em lao lên lao mắt lao mài lao vậy thôi á, chứ em không có rửa luôn, em để vậy luôn. Bill cho mình hỏi mình bill xong không rửa mặt, trời ơi rửa chứ chị, mình phải rửa chứ, sau 40 phút đi rửa mặt lại giùm em nha. Trời ơi nó căng lên, nó chị thấy nó lột ra nhìn em. Em sẽ show cho mấy chị coi á, cái da của em á ha. Nè nó bong lên nè, tí chút. Thấy không, thấy nó trắng hồng lên chưa? Ai sợ thì cứ coi livestream. Ê em muốn lột quá. Em nói thiệt á, da hôm nay bong nhìn đã ha. Em nói thiệt với mấy chị luôn nha. Thiệt thật sự luôn là nếu như mà cái da này mà của da của mấy chị, chắc em nghĩ mấy chị lột 8 năm về trước rồi quá. Tùy cái cấu trúc da của mỗi người, bong nhiều không ít. Chị đợt trước em thoa nó cũng bong ít lắm. Đợt này em thoa dày, nó thoa dày cho nên là cái mặt của em nó bong nhiều rồi. Mấy chị thấy chỗ này không? Chỗ này thoa mỏng nè. Mấy chị nhìn giùm em chỗ này nè, thoa mỏng nè, cái chỗ này thoa mỏng nè, trên đây thoa mỏng nè, ở dưới đây thoa dày nè. Trời ơi cái chỗ mà thoa dày nói chị nó bong cái miếng nào miếng nấy, thiệt cái nhìn nó thấy ham luôn vậy đó. Da mình mà xấu thì một tháng mình bung một bill một lần, còn nếu mà da mà mình đã ok la rồi thì mình không có cần phải bill nhiều lần đâu mấy chị ơi. Bill nhiều nó mỏng da thôi nha, em bán em cũng phải nói thiệt, bill nhiều nó mỏng da. Mới vừa ngủ dậy là mở camera lên coi cái mặt của mình liền. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hôm nay là 4 ngày thì mọi người có thể nhìn thấy cái mặt của mình nó bung ra nè, da mới đẹp không, tái tạo một làn da trắng hồng luôn. Khi mà các bạn bôi lên cái bill da nó sẽ hơi nóng rát, có nhiều người nóng ít, có nhiều người nóng nhiều, là tùy vào cái cấu trúc da của mỗi người, chả ai giống ai. Mình thì mình thoa gần hết một lọ luôn, thoa đến đâu mình massage đến đó, chỗ nào khô mình lại đắp thêm một lớp nữa. Lúc mà mình bill xong mình để tới 50 phút luôn, trong bill thì là 30 phút thôi nhưng mình ghi là tới 50 phút. Xong cái mình để, sau đó mình rửa mặt nè, cái qua ngày hôm sau nữa mình bill thêm một cái lớp ở trên mũi nữa cho nó căng nhiều, và cái càm nó cho nó căng nhiều. Thì các bạn thấy không, hôm nay á cái mặt của mình ngày thứ tư á nó bong lên quá trời luôn, đã ơi là đã. Cái này mình nghĩ chắc phải là 7 ngày á, 7 ngày mới bong hết nha. Chúc các bạn bill da thành công. Với lại là bạn nào mà bill ra bong ít hay là bong nhiều cũng tùy vào cấu trúc da của mỗi người nha. Tuy nhiên là nhớ thoa một lớp thật là dày, thoa đến đâu massage đến đó. Và một cái chai như vậy á, mình thoa trong bill trong một lần á là nó hết luôn, hoặc là chừa một tí xíu phải qua ngày sau mình bill ra những cái vùng nào mà nó bị thâm sạm hoặc bị mụn nhiều nha, chứ đừng có thoa mỏng quá. Để 50 phút luôn đi. Nó là tảo biển thôi các bạn, yên tâm không sao, cứ để trên da 40-50 phút không vấn đề gì đâu nhé. Ok, em đặt cái video số 2 là nó sẽ bong nhiều như vậy nha. Ôi trời ơi nhìn nè, như cái dề cơm cháy gì đó. Trời ơi nhìn ngứa tay quá trời mà không có dám lột luôn đó mấy bà ơi. Đặc biệt cái cùi mụn nó xe lại nè. Em thấy không, còn bạn nào mà đang trong quá trình bill da nó nổi mụn lên là nó đang tái tạo da bình thường nha. Thấy cùi đơ dễ sợ, nó căng và nó nhăn lên rất là nhiều, nó bong như cái miếng bánh tráng vậy. Sau này da sẽ rất là mỏng yếu, cho nên là nhớ dưỡng da thật kỹ, trong nắng thật kỹ sau khi bill nha. Trộm vía da chị sau khi bill hôm nay đã rất là đẹp rồi. Bạn nào mua bill da thì inbox Facebook em ngay lập tức, hoặc là Zalo em có ghim trên đây nha. Bill da retinol vi tạo.